Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2020. Em về được một số sản phẩm và trước mặt quý vị và các bạn là một con âm ly của hãng Fisher có model là 1080. Đây. 1080 này. Âm ly rất là gấu. Đây là thuộc nhóm là hàng quý hiếm. Size 60, size to hơn cả con 9090 dB ở bên cạnh này. Đấy, bác xem. Đấy. Size to hơn cả con 9090 dB. Con này là chạy 8 con sò sắt next. Và đây là phần volume, nó còn có cả cái đèn đỏ đây, rất là đẹp mắt luôn. Khi mình nhích lên là đến đâu này nó sẽ lên đến đấy. Và máy em đã mở sẵn và em sẽ quay để các bác biết là cái nội thất của nó rất là gấu. Đấy, con này nặng khoảng 30 cân, công suất nó là hơn 300W. Đây, em đang quay nội thất. Tủ rất là to luôn. Đấy. Đây là con nguồn. Nguồn còn to hơn cả nguồn 9090 dB. Và đây là chạy 8 con sò sắt đấy. Ngày xưa đường mưa ướt ê chê, cùng đường đón nhau về, âm thầm ngân tình trẻ. Sai to rồi. Hơn cả con 9090 dB nha các bác nhé. Bát xem nè. Thời xa anh giờ đây.